ai. Nếu như các bạn thường xuyên nói vắt khi làm video thì mình cũng vậy. Nhưng nếu như các bạn thắc mắc là tại sao video của mình luôn có một cái cảm giác rất là mượt mà, thì đây chính là bí quyết. Ok, let's go. Hi. Nếu như các bạn thường xuyên nói vắt khi làm video thì cái bí quyết đó chính là các bạn hãy chia nhỏ ra từng câu giống như mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nè. Thì mình cũng vậy. Nhưng nếu như các bạn thắc mắc là tại sao video của mình luôn có một cái cảm giác rất là mượt mà. Ok, một cái tip nữa là khi mà các bạn dừng cái câu thì các bạn hãy lưu ý cái động tác tay nè. Đó, chẳng hạn như mình đang gõ tay và cái này mình đang cầm mic như thế này, thì các bạn cố gắng duy trì nó ha, ở trong cái câu sau để mà video nó trở nên mượt mà hơn nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục nhé. 3, 2, 1. Thì đây chính là bí quyết. Ok, let's go. Ok, thì cái lúc edit thì nó sẽ có một cái vấn đề là giữa các đoạn chuyển là các bạn thấy nó sẽ có những cái điểm bị khựng như thế này, các bạn thấy không? Cái mặt của mình bị khựng này. Ok, như vậy cái cách giải quyết là chúng ta sẽ zoom hai cái đoạn cách nhau ha. Chẳng hạn như cái này chúng ta để bình thường thì cái đoạn này mình sẽ zoom lên. Đây, mình sẽ zoom lên nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ zoom lên như thế này. Ok, một cái lưu ý để video mượt mà hơn là các bạn hãy giữ yên cái vị trí của con mắt. Đây, zoom in vào, con mắt vẫn ở đó, zoom out, con mắt vẫn ở vị trí đó. Và các bạn hoàn toàn có thể gắn một cái sticker lên để mà làm chuẩn. Thì khi đó zoom nó sẽ rất là mượt mà, các bạn xem nè. Ok, xem lại video là các bạn sẽ thấy được cái sự mượt mà đó nha. Yes, và sau khi lướt lên on TikTok 3 năm thì ngày hôm nay các bạn đã biết được cách để video mượt hơn gấp 3 lần.